Trung Mô Tô 88 xin chào tất cả anh em đam mê xe phân khối lớn trên cả nước ha. Này Trung Mô rất lực nha anh em. Đó là do buổi trưa nên Trung nổ vừa phải cho anh em nghe thôi ha. Tiếng bô rất là lực nha anh em. Đây lại là một lần nữa Trung xin giới thiệu với anh em, đó là Triumph Justin 2020 ha. Đó, thì nãy anh em nghe tiếng bô rất là lực ha. Tiếng bô này nó rất là khác biệt so với nhiều anh em gắn những cặp bô như là One and Hai đó, hay là Cupra, hay là bô Jack này nọ ha. Đó thì cái bô này là bô Hercules ha. Đó, Hercules chắc anh em ít gặp cặp bô này lắm. Đó thì cặp bô này là đặt nguyên full system, nguyên một bộ hai bô này từ Thái Lan về nha anh em. Nó nổ rất là lực nha. Đó, anh em có thể ghé chung và test thử cặp bô này, nó lực, nó thoát hơi hơn nhiều, nghe rất là hay, rất là ấm nha. Nó tròn lắm, nó tròn lắm nha anh em. Đó thì con này là Triumph Justin 2020, một chủ đập thùng biển số Sài Gòn, thuế rút nhập toàn quốc chỉ có 1% và không tốn tiền biển số nha anh em. Biển số 59A3. Ở đây một con xe hoàn toàn rất là mới và đồ chơi trên xe trang bị gần 40 triệu nha. Đó thì cặp bô này là đặt về này nọ là thuế má tiền này nọ luôn á, thì cặp bô này cũng gần 20 nha anh em. Đó tầm cỡ đó 20. Đó, và con đây là một con xe lướt một chủ, đúng một chủ đập thùng luôn, ký ủy quyền qua bên Trung lần đầu. Odo đi được là Trung mở lên nè. $11,000 nha anh em. Đây là bản nâng cấp rồi, có hai chế độ chạy Road và Ram rồi ha. Hell Rambo. Này Trung nói sơ qua thôi. Đó, tăng 10 mã lực. Xe còn full đủ hai chìa. Bao check hãng đầy đủ ha. Đó, đồ chơi thì ngoài cái cặp bô nãy Trung nói là 20 thì còn có bộ khung chống đổ nè. Đó. Rồi bảo vệ két nước Evotech nè. X-Bike ở dưới nè, bảo vệ ốp gầm nè. Con xe đi tới 11,000 rồi thì nói mà thay chưa thay vỏ là mình cũng không có đi được đâu nha anh em. Bỏ zin thì làm sao mà đi 11,000 chịu nổi. Đây, vừa thay cặp vỏ Road 5 luôn ha. Đó, cặp vỏ Road 5 trước sau nè. Không? Rồi dòng sinh dĩa đồ chơi nè. Super Rock. À, đĩa đồ chơi. Xe đồ giá trị không nha anh em. Đó, rất là mới nè. Bao chất hãng luôn. Con xe rất là mới nha. Đi rất giữ gìn đây. Tem trên xe còn đầy đủ hết nè. Không, người thấy ha. Tem đây. Tem viên hãng còn đầy đủ hết nha. Đây, ốc phuộc nè. Đó. Cặp gù nè. Cặp kính gù đồ chơi nè. Rồi chó đèn led tool nè. Đó, mấy cái đó cũng gần 20 nữa nha. Đó, bộ cái khung túi bách đằng sau, túi da. Bảo dưỡng thay nhớt rồi hết rồi nha anh em. Đó thì full con xe này. Biển số Sài Gòn. Xi nhan Yoma nè, Trung bán với giá chỉ có 280 triệu thôi. Đó, anh em thiện chí là có fit nhanh gọn cho anh em nha. Rồi bao ship tận nhà luôn, đời 2020 một chủ nha anh em. Rồi anh em cần trao đổi thông tin hay xem xe, xin liên hệ trực tiếp với Trung qua số điện thoại 0932111288 nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.